Trời đất quỷ thần thiên địa ơi, cô chú anh chị ơi, lần này là toan ha, lần này là toan toàn tập rồi ha. Trời ơi, tôi nói sáng ra bắt đầu là cô chú anh chị lên trên mạng thấy rất rất là nhiều cái câu chuyện mà chia sẻ vấn đề pháp lý, mà trước đây em đã chia sẻ với cô chú anh chị rồi đúng không? Vấn đề pháp lý đại nam người ta sẽ làm và CEO sẽ không bao giờ nói một câu nào nữa, em đã chia sẻ trước đó rồi đúng không? Chính xác không? À, cho nên là hả, vì sao cô chú anh chị? Vì bởi vì bây giờ đừng có nói nữa, mình không nói mà mình làm á, tụi nó mới sợ. Bởi vì sao? Bởi vì trong cái câu chuyện này thì cô chú anh chị thấy rằng là những kẻ mà coi như là hả, tuệ con đó, tuệ nhi đó, chẳng hạn như Sơn Tây Phố rồi này, cái nào đó lên trên mạng rất là xuyên tạc, rất là coi như là dốc láo, coi như là dẫn dắt cộng đồng. Nhưng mà bây tới thời điểm này Sơn Tây Phố đó thì nó cũng đã coi như là nó không có lấy thumbnail thumbnail niết đâu nữa, coi như anh chị biết rồi, biết thân biết phận rồi. Rồi thêm một cái nữa, cái gì của anh chị, thêm một cái nữa là cái chỗ gì rằng thằng gì nghệ nghệ chiến sứ nghệ, chiến sứ nghệ, những video clip đó là được nhân viên á, người ta đã lưu lại hết rồi. À, lưu lại hết rồi của chú anh chị. Đó là điều chắc chắn. Ngoài cái việc nhân viên lưu không á, những anh em YouTube người ta cũng lưu lại giúp. Người ta chép bằng USB, người ta gửi cho nơi cần gửi, đến những nơi cần đến. Thấy không? Để cho thấy được một điều là gì của chú anh chị? Thấy được một điều á, là coi như là Nước cốt nhỏ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa ha, cực kỳ tốt cho sức khỏe luôn ha. Còn đây là rượu xoa bóp và bông gân, chặt tay chặt khớp xương khớp rất là tốt cho người già ha. Ai cần liên hệ số màn hình nha quý vị. tính nó nghiêm trọng tới mức độ nào, nó không có đơn giản đâu. Đánh phá doanh nghiệp, đúng không? Như ông Huỳnh Uy Dũng đã nói cô chú vậy đó, là nó coi như là doanh nghiệp là nguyên khí tài nguyên của quốc gia, đúng không? Bởi vì cái nguồn thuế từ đó mà ra rất là nhiều, rồi tạo công ăn việc làm, tạo điều kiện cho người lao động rất rất là nhiều. Cho nên á, cái tụi nó đó hàng ngày nó vô nó nói đại nam thế này đại nam thế kia, tôi nói luôn cả con lan nữa. Lần này khó mà thoát pháp lý, tôi nói thật, đừng có thấy mà người ta không nói được cái làm tới làm càng làm coi như nhìn coi không được có vốn gì rồi đây sẽ thấy, đúng không? Rõ ràng thôi, cái gì cũng vậy, nó có cái giới hạn của nó, chứ không có cái kiểu mà nói cà rỡn chứ tụi bay, cái tụi bay giỡn mặt, đúng không cô chú anh chị? Rõ ràng không? Cho nên á, về cái việc đó đó, tôi nói cô chú anh chị, cái việc pháp lý công ty người ta đi, người ta chắc chắn người ta sẽ đi. Thì cô chú anh chị cứ nghĩ đi, người ta bỏ ra vài chục tỷ để người ta làm từ thiện được mà, cô chú anh chị thấy không? Vài chục tỷ để người ta làm từ thiện được mà, thì mắc cái chứng gì mà coi như là người ta không mướn luật sư để người ta lập những cái vi bằng đó, kiện cho những kẻ những tên hàng ngày đi đã đánh phá công ty doanh nghiệp của người ta, đúng không? Rõ ràng không? Đó đó là cái những gì mà tôi nói thật với cô chú anh chị, mà người ta sắp tới người ta sẽ làm. Và tôi cũng khuyên anh em như thế này, mình làm mình kiếm tiền, mình có thể mình cà rỡn, mình có thể vui chơi, mình có thể như thế nào cũng được, đừng có moi móc về cái câu chuyện mà nó không có, mà tự bịa đặt tự suy diễn ra để ảnh hưởng tới công ty người ta, thấy không? Tôi nói đừng có đụng với người nhiều tiền nha. Cái gương mặt của thằng Sơn Tây Phố nó có mặt đó là mặt điểu thật sự luôn, nhìn cái bộ răng nó là biết nó tào lao rồi, thật luôn á. Vì sao như vậy? Cái gương mà cái bộ răng nó phải gắn lên trên cái gương mặt đó thì nó mới xứng đáng được nha, thật sự luôn. Cô chú nhìn mặt đi, nếu thằng đó mà làm cái gì nó đàng hoàng được tôi cùi thật sự luôn. Đi lên nó giật cái tiêu đề coi như là mình còn cái thumbnail của nó đây nè, mình còn cái thumbnail của thằng Sơn Tây Phố đây cô chú anh chị, nó giật là coi như là bà Hằng có con với thủ tướng, và cái clip đó tôi đã gửi cho bên công an thành phố Hồ Chí Minh luôn cô chú anh chị, tôi đã gửi luôn rồi chứ không phải không gửi đâu. Bởi vì tụi này nó rất là bẩn bựa, mà nó cứ thể hiện ra nó là người thánh thiện của chú anh chị. Người tụi này nó đâu phải là bình thường đâu,
nó cũng đi trực tiếp câu like mà được cái công ty gì đó là nó cho rằng là nó khuyến khích nói về ông Minh Tuệ, nó có view thì nó nói thôi. Chứ còn thật sự tôi nói với mấy ông đó, mấy cái thằng này nó chỉ vì view vì like thôi. Mấy ông tin ai không tin, tin mấy YouTube là thua rồi. Tốt nhất là đừng có tin mấy YouTube, thật sự luôn. Nên coi coi nó mục tiêu hết trơn người ta. Dữ liệu mình còn giữ ở đây, nó không chạy đằng nào được hết trơn. Tôi đang lục lại của chú chị. Nhưng mà cái thằng sân tay phố này á, nó giật nhiều cái tiêu đề rất là coi như là rất là mất dạy bẩn bựa. Tôi nói thật, khi mà tôi thấy rằng là trong một cái đơn mà của công ty Thiên Đình Tệ đề nghị rằng là khuyến khích sân tay phố Hoàng Duy Hùng nói về ông Minh Tuệ, khuyến khích là tôi thấy có gì đó sai sai rồi. Công ty tin ai không tin thì đi tin đúng những cái thằng coi như là xạo sự này, những cái thằng chuyên chống phá xào xạo, rồi những cái thằng chuyên giật tít câu like câu view, giống như thằng gì sân tây phố này, đúng không cô chú anh chị? Lên bịa đặt du không, tôi nói lần này Đại Nam đi pháp lý, tôi nói thật với cô chú anh chị là khó mà thoát được, khó mà thoát được, xó không kịp đâu mấy em. À mấy em giật thumbnail làm sao làm sao làm sao xó không được, không kịp đâu, người ta đã lưu lại hết rồi nha. Mấy em coi như là hả, những em coi như là giật tiêu đề, giật thumbnail xong cái đầu là hả viết những cái điều sằng bậy lên đó. Tôi nói với cô chú anh chị, trước hay sau sớm hay muộn, đúng không, cũng phải có một cái cuộc kết cuộc coi như là hả nhấp chén đắng trong lòng này, ân tình này nào có hay liền, đúng không cô chú anh chị? Đúng không? Như hôm qua thì rất là nhiều người hả hê cho rằng là hả, bà Hằng đã bị khóa mỏm thế này thế kia thế nọ, khóa gì mà khóa, chẳng qua là người ta không muốn nói nữa thôi. Nói ra bắt đầu là vậy thì tôi quay nói là sợ rồi, lên chửi, nói trời ơi sao chửi quá. Mấy cái tụi bay là tao nói cái lũ tụi bay là sống không biết sao vừa lòng, không thấy mặt thì ta bị bế bị bắt, mà thấy mặt nó tao thấy mặt bài sao tôi mệt quá. Người ta nói thì nói trời ơi, cái bà này xem thường pháp luật, người ta không nói sợ rồi bị khóa miệng rồi, cỡ nào tụi bay nói cũng được ha, cỡ nào tụi bay nói cũng được. Nhưng mà bà Hằng báo có bị mắc lừa mắc mưu tụi bay nữa, bởi vì bà xài cái đầu lạnh rồi ha, đầu của bà giờ nước đá giống không nha, bà không có dướng vô, bà không có dướng vô tụi bay lùm xùm lình xình để làm gì, để tụi bay có cơ hội tụi bay hả? Nói thế này nói thế kia, tụi bay không có cơ hội đâu nha, không có cơ hội để mà coi như là để mà cài bà Hằng thế này cài bằng thế kia nữa. Rồi bắt đầu là thằng thì viết bài rằng là bà Hằng có mang thai, tụi bay đúng là thiệt, sống sao cho vừa lòng cái xã hội này đây cô chú anh chị, sống không thể nào mà vừa lòng cái xã hội này được. Và trong xã hội này á, tôi nói thật với cô chú anh chị, khó lòng mà coi như là làm vừa lòng một ai được, mà chúng ta cũng không nên làm vừa lòng ai. Bởi vì sinh ra họ không làm vừa lòng mình, mà mình sinh ra mình cũng phải mắc gì phải vừa làm vừa lòng họ, thẳng đường mà đi thôi, đúng không cô chú anh chị? À, bà Nguyễn Phương Hằng bà sẽ làm pháp lý, và tôi nghĩ rằng là trong thời gian sắp tới là có nhiều kẻ vội vàng sẽ xóa đi dấu vết, vội vàng bỏ chạy. Thật sự ra cô chú anh chị, trong giới cái giới YouTube dơ này, tôi thật sự tôi rành lắm, tôi rành tụi nó lắm, nó giật vậy đó. Tôi đã nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, làm cái gì nó mức độ vừa phải thôi, chưa đi mưa chưa biết lạnh nha. Lên uống nước suối từ 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm, từ sáng 8 giờ sáng tới 10 giờ đêm, chừng 4 đêm mà sỏi thận còn tan biến mà, đúng không? Người ta dành cả thanh xuân này người ta để nghiên cứu để làm việc với mình nha. Lúc đó đi nào là bà cuồng cuộn, ta hỏi cuồng cuộn là ai, cụ thể là ai, và cái bà đó em tưởng tượng ra là ai, và nó không biết là ai, đúng không? Em tưởng tượng ra mình nói vậy vậy đúng không? Rồi xuống tin nhắn, xuống bình luận coi ở dưới
Nguyễn Phương Hằng là anh NBH là ai rồi hả, gì T mụ T30 là ai, tôi nói rồi, người ta được đào tạo bài bản ha, đại học công an để đấu tranh với tội phạm, nên mấy anh đừng có tránh, mấy anh đừng có né, mấy anh đừng có gì chứ đừng có viết tắt viết gì chứ. Đối với công an tốt nhất là thành khẩn khai báo để nhận được sự khoan hồng của pháp luật, thấy không? Cho lúc tòa ta cũng nói là trong lúc điều tra coi như là đây là thành khẩn khai báo, thấy không? Thành khẩn đi mấy đứa, xóa kiếm tiền thì dễ rồi đó nha, kiếm tiền thì được rồi đó. Đó. Tiền mà coi như là bồi thường đó, bồi thường về công ty đó, lúc đó mới mệt nha. Người ta chứng minh được rằng là anh làm như thế thiệt hại cho công ty người ta những gì đó, thì lúc đó mới đắm đuối nha, mới đắm đuối. Còn mấy cái đứa mà đòi đền xưa là kiện bà Hằng đòi đền 20-30 tỷ rồi, những cái vô lý như thế thì nó không được, bởi vì nó cái như vậy là những cái vô lý, hết sức là vô lý của chủ nhiệm, cực kỳ là vô lý luôn, cho nên là người ta không có đáp ứng những cái việc đó. Chẳng hạn như con Linh Lan nó đòi bà Hằng đòi đền 3-4 tỷ vậy đó, ở đâu ra? Người ta có tiền, nhiều tiền, người ta đâu có bị khùng đâu, đúng không? Người ta đâu có bị gì đâu. Mày là cái con bay vô cái câu chuyện của người ta để mà coi như là tham gia đấu tố tè le học me môi móc đời tư người ta, rồi xong sau đó là gì nữa, xong sau đó là coi như nhảy vô nhảy bổ vào câu chuyện của người ta, rồi xong sau đó nhảy cẩn lên là bà Hằng tấn công. Bà Hằng nào mà tấn công tụi bay? Tụi bay tự dính vào câu chuyện đó, rồi tụi bay tự la làng lên bà Hằng thế này bà Hằng thế kia. Bà Hằng tính ra là bà không có nhắc tới ai nhiều, tự nhiên nhảy bổ vô bà thì bà đáp, bà phản ứng tự nhiên thôi các chú chị. Tôi nói rồi, bà nhiều người nói rằng là đó đâu phải là lời thốt ra của một bà CEO này kia. Bà CEO bà cũng là con người, bà cũng hỉ nộ ái ố, khi mà bị nhiều người chửi như thế hỏi giận không? Giận chứ, không quạo không quạo sống quạo, đúng không? Cho nên á, cho nên á là đừng có nói là coi như là hả, thế này thế kia, nhảy bổ vào câu chuyện của người ta rồi xong bắt đầu là coi như mình như một nạn nhân, mình không biết gì, mình ngây thơ, mình thế này thế kia. Rồi sắp tới đây nha, em nào cũng được vé coi như là hả, lên trình bày tha hồ mà múa mõm, tha hồ mà giải thích, đừng có né, né không kịp đâu, người ta quyết người ta làm pháp lý rồi, không có né. Bởi vì hôm qua ông Dũng rất khẳng định rất rõ ràng, không phải là mà sắp tới mà đang và đã đang làm cho bằng được, làm cho bằng tới. Những cái chuyện mà dấu hiệu mà coi như là đánh phá doanh nghiệp là người ta không tha được, thật sự đó là gì, nên như vậy tôi hoàn toàn ủng hộ luôn đó. Rồi trở lại cái câu chuyện mà bà CEO hỉ nộ ái ố, bả thì cũng bao nhiêu người thế thôi đó, bị nói, bị chửi, bị tấn công vô cớ này cái đó, bả cũng quạo chứ, bả là con người mà, bả cũng có cảm xúc mà, nó con người cảm xúc nhiều nữa là khác. Bởi vì những người mà người ta có cảm xúc, người ta hát hay lắm cô chú anh chị, nên người ta hát hay đó. Người ta yêu được, yêu theo cái cảm xúc người ta hay lắm. Cho nên đó là khi mà có cảm xúc rồi á thì người ta hát truyền cảm, mà đã có cảm xúc rồi thì cô chú anh chị, những người đó cảm xúc rất là nhạy cảm nữa, việc là khác, không phải đơn giản đâu anh chị ha. Đó là những gì tôi muốn chia sẻ về cái câu chuyện mà sắp tới đây pháp lý sẽ được thực thi, và những người, những thằng, những con hàng ngày coi như là đang đánh phá, chống phá công ty Đại Nam thì sắp tới đó nha, sắp tới đó thì cô chú anh chị sẽ thấy rằng là đừng có móc méo, đừng có bà CEO, CEO, CE, đừng lên công an đi, CEO, CEO gì chỉ lúc đó hay lên vậy, lên mà trình bày trên công an cho nó ha. Rồi một lần nữa xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại tất cả quý vị. Nước cốt nhỏ ủ đường trị đau lưng nhức mỏi, đau xương khớp, tê bì chân tay, thần kinh tọa. Đây cũng là một nghiên cứu của đài truyền hình Long An đã coi như là phát sóng cho bà con biết giá trị của cây nhào. Và sau đây mời tất cả của chú anh chị xem qua lương y Nguyễn Công Đức, người đã nghiên cứu và người đã tìm hiểu cây nhào và giá trị nhào như thế nào nha cô chú anh chị. Đây là toàn thế giới đều có xài hết nha cô chú anh chị. Bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ lương y Nguyễn Công Đức quý vị nhé. Xin chào lương y ạ. Chào Thí Liễu, chào bà con đang xem đài.
Thì Lương Y ngày hôm nay Thí Liễu chọn chủ đề đó là cây nhào. Thì trước hết thì Lương Y có thể giới thiệu về cây nhào cho bà con được biết không ạ? Thì chúng ta thấy cái cây nhào từ lâu người ta đã có nghiên cứu nó và đã có định danh nó đàng hoàng. Từ năm 1753 người ta đã đưa vào nghiên cứu và người ta giới thiệu cái cây nhào. Tên là thành phần mà dinh dưỡng ở trong cái trái nhào là rất là tuyệt vời. Ngoài một số các cái vitamin cần thiết, nó có các cái vi lượng cần thiết, nó có các cái khoáng chất cần thiết luôn. Trị được là đau lưng nhức mỏi, phong tê thấp, thần kinh tọa, thoái hóa, cột sống cổ, cột sống thắt lưng, vân vân. Và một cái đặc biệt nó là nó kiểm soát được đường huyết. Với cái trái nhào này, ổn định được huyết áp là hai cái là mình mê rồi. Đây là bệnh nền mà, bệnh mà của thời đại mà. Và một cái đặc biệt nữa là nó tăng cường, nó bổ cho xương khớp. Ba cái đó là tôi thấy là đã ngon rồi chứ không có nói gì nó nhiều nữa ha. Cái công dụng của nó như thế nào? Thứ nhất là bảo vệ tim mạch nè, nó lưu thông được máu huyết, ngăn chặn được cái máu đóng cục. Là máu đóng cục là nó hay bị lắm, nó tắc bất tử ở phổi là kẹt lắm ha. Và mà nhờ nó lưu thông cho nên nó chống được đột quỵ. Thấy chưa? Thấy cái công dụng của cái nước cốt nhào đó là tuyệt vời chưa? Thế bây giờ là hồi nãy mình nói cái Illinois là cái nghiên cứu mới nhất của Mỹ đó, còn là nó sử dụng nước ép trái nhào, mình nói nước cốt đây ham, nó dùng mỗi ngày như vậy ổn định đường huyết, ổn định huyết áp, giảm cholesterol xấu, duy trì được cái khả năng hoạt động lâu dài. À, cái đó là cái công dụng của nó mà có nơi nghiên cứu, có nơi công bố. À rồi, bây giờ cải thiện chức năng xương khớp nghĩa là sao? Cái mình uống vô thì nó không đau nữa, đau nhất thì không đau nữa. Rồi hỗ trợ kiểm soát đường huyết nghĩa là sao? Đường đang cao, uống thì thấy đường nó bình thường. Giảm mệt mỏi, như vậy thì mình đang mệt mỏi rồi là thở không ra hơi, nhưng mà mình uống nó mình thấy khỏe, thì đó là giảm mệt mỏi. Cái nữa tăng cường trí nhớ, nhờ nó đẩy máu lên trên não, nó mang oxy lên não, chống được cái là suy giảm oxy, thiếu năng tuần hoàn não. Đó là cái của cái trái nhào này. Rồi và một cái đặc biệt nữa là trong cái ung thư, chất mà có ở trong cái trái nhào để nó chống lại cái phát triển của các cái tế bào ung thư, chống được các cái khối u, đó là cái chất đặc biệt, cái denmacantan là cái chất đặc biệt có trong trái nhào, ngừa được các khối u để trị được ung thư. Cái này là có cơ sở, có nghiên cứu nha. Đó, cô chú anh chị thấy một số công dụng rất là đặc biệt của trái nhào ha. Đây là coi như là một bài thuốc rất là quý và rất là giá trị của thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Và ngoài nước cốt nhào sản phẩm nhà làm ra thì đây có bên cạnh em còn có thêm cái cao so bóp cũng sản phẩm nhà làm luôn nha. À, bị coi như là ai đau nhức xương khớp, trời chở trời mà đau nhức xương khớp, chơi thể thao bị bong gân trật xương khớp rồi đó, xịt vào so để so tan những cái chỗ bầm thì cực kỳ hay luôn ha. Đây là những sản phẩm nhà làm hết. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều ha. Rồi, một lần nữa chúng ta hãy gọi để chúng ta được những sản phẩm nha cô chú anh chị. Và một lần nữa xin cảm ơn tất cả cô chú anh chị rất là nhiều ạ.